Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình chia sẻ các bạn cách làm món đỗ nhé. Đỗ mình có thể luộc lên ạ, hoặc các bạn xào với thịt bò, hoặc là mình xào với tỏi nhé, rất là ngon nhé. Đây ạ, đây là những quả đỗ. Khi đỗ mình trồng như thế này ấy, thì mình ngắt ngọn quả như này, nó lại cái ánh này nó lại ra quả tiếp ạ, không bị thuốc gì cả. Đấy, quả nó cứ lên từng lớp lớp, lại hoa lại ra tiếp nhé, rất là sai quả luôn. Quả to thì mình ngắt trước, quả bé thì mình để cho nó lớn nhé. Khi đỗ ấy, mình trồng ấy, mình không bơm thuốc cho nên là nó bị sâu như thế này các bạn ạ. Có thể là có thời gian ấy thì mình sẽ ngắt những quả có sâu này mình ăn trước và mình bắt những con sâu nó đi nhá. Đây ạ, những quả đỗ như thế này là mình mà không ngắt ấy, bỏ quên ấy là hôm sau, một hai hôm sau là nó sẽ bị già ấy, khi hạt nó bắt đầu phồng lên rồi đây. Đấy ạ, mình ngắt hết những cái quả đỗ to như thế này nhé, thì nó lớp lá ấy. Lá các bạn cũng phải tỉa bớt đi thì nó mới ra được quả nhé. Đừng để lá nhiều trên cây thì cây sẽ nuôi lá hết và quả là sẽ không ra nhé. Con không vào con ơi, đất ướt nó bẩn bẩn. Đấy là vườn đỗ nhà mình đấy. Trên bờ ria bờ tường ấy thì mình trồng đỗ, thì khi mà mình sẽ lợi dụng được cái bờ tường ấy để cho đỗ nó neo lên bờ tường. Còn dưới thì mình trồng các loại rau như đậu bắp ạ. Đây, đây là hàng đậu bắp nhé, các loại rau thơm, hẹ, tía tô, là rau kinh giới. Đây là cái cây cỏ gì đây ạ, thì mình cũng phải nhổ đi những cái cỏ kia, không ấy mình phải bỏ đi thì nó mới không bị sơ đất nhé. Đây ạ, với mỗi những cây đỗ như vậy thôi mà mỗi ngày nhà mình thu hoạch được là một rổ đỗ như này đấy các bạn ạ. Đây ạ, khi đỗ mình đã hái về các bạn nhé, đỗ rất là sạch và ngon, mình đã rửa qua rồi. Và bây giờ mình sẽ ngắt và mình ngâm vào nước muối. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái luộc đỗ ăn đỗ mới non này, mình vừa ngắt xong về luộc rất là ngọt luôn. Các bạn chuẩn bị một chậu thau nước và mình cho muối vào đây nhé, với rúm muối để mình khử các vi sinh vật bám trên đỗ. Đấy, khi đỗ mình trồng được như vậy đấy ạ. Đây là mình muốn quay cái cảnh hái đỗ để các bạn có cảm giác như là nếu ngày xưa mà mình được làm ruộng, hay là mình có một mảnh đất nhỏ, hoặc là trên những cái ban công mình để những cái thùng xốp mình trồng cũng được nhé, hoặc trên sân thượng ấy ạ, nhiều người trồng rau trên sân thượng rất là tốt luôn đấy ạ. Thế mình chia sẻ đây cho các bạn có cảm giác là như kiểu mình được hái đỗ để mình ăn nhé. Đỗ của mình trồng ấy nó không có thuốc cho nên nó sẽ bị sâu, nên là mình sẽ phải nhặt bỏ cái phần sâu này đi nhé. Với một ít đất và mình trồng, mình lợi dụng cái bờ tường ấy nên là mình đã có được đỗ ăn thoải mái.
đỗ của mình hái nó đúng lứa ấy, thì nó không bị to quá và cũng không bị lon quá nên là rất là ngon nhé. Ăn đỗ bây giờ cũng đang là mùa ấy, các bạn có thể dùng đỗ này mình ăn, nó không bị thuốc gì như là trái mùa ấy, thì sẽ họ phải dùng nhiều thuốc bảo vệ thực vật đấy để cho đỗ nó không bị sâu bệnh. Có sâu nhưng như nhà mình thường cứ hái mình nhìn thấy là mình bắt luôn đấy. Các bạn ngâm cho mình khoảng 5 đến 10 phút nhé, sau đó thì mình sẽ vớt ra, mình đi rửa lại đi để mình cho vào nồi mình luộc nhé. Mình đun một vòi nước, mình cho vào đây ít muối ạ, cho nó thật sôi lên nhé, sau đó mình cho đỗ ạ. Đây bạn, các bạn khi nồi nước đã sôi lên rồi thì mình sẽ cho phần đỗ vào nhé. Mình luộc cả quả khi mình ăn ấy, nhiều lúc mình cầm tay ấy, mình ăn ấy, nó sẽ có thấy thấy cái ấy thì nhiều lúc nó thấy hay hay thì là mình luộc cả quả dài ngon nhé, đỗ rất là dài thường thượt ra. Hết cái mùa đỗ này thì sắp đầu sẽ đến cái mùa đỗ đỗ dài các bạn ạ, đỗ dèo nó dài hơn cả chiếc đũa của chúng ta ấy ạ. Muốn xanh đỗ nhé, các bạn cứ cho lửa to và cứ mở vung như thế này cho mình nhé, để cho đấy đỗ phải ngập nước như thế này thoải mái thì nó sẽ được xanh, còn nếu mà chúng ta mà luộc đỗ mà đậy vung ấy, nó hấp hơi ấy, thì đỗ sẽ không được xanh nhé. Đây các bạn, đỗ này phải chín nhé thì nó mới ngọt, còn nếu mà đỗ mà vẫn còn hơi sống ấy thì nó vừa hăng vừa không được ngọt đỗ nhé. Các bạn ăn thử nhé, nó mềm ngọt rồi là được rồi. Bây giờ mình sẽ vớt ra luôn nhé, mình không để lâu, nếu để lâu ấy thì nó sẽ bị vàng đỗ ạ. Đây ạ, cái nước luộc này thì mình cũng dùng để mình uống nhé, vì đỗ của mình là đỗ sạch không thuốc trừ sâu và cũng không có phân đạm hay là phân hóa học ạ, mà mình dùng bằng phân hữu cơ ạ. Như vậy là mình đã chia sẻ các bạn cách luộc đỗ nhé, xanh ngon ạ. Và mình hơi ấy một chút thì là mình thường hay là ăn bốc ạ, như thế này rất là ngọt ạ. Chấm với một chút nước mắm nữa là rất là ngon nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.